Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay tiếp tục em sẽ làm một cái video đăng lại con máy xúc Comat 50-2. Chúng mình hiện tại thì vẫn đang làm một công trình, đang đi xới đất cái vườn để trồng hoa này các bác. Thì bây giờ mình sẽ đội camera lên đầu và vừa làm vừa chia sẻ mọi người nhá. Vừa làm vừa chia sẻ mọi người để cho nó rõ hơn, bởi vì cái công việc này thì mình đang làm dở các bác. Cho nên là mình không tiện xuống để chia sẻ. Đấy, khi nào mà mình làm xong ấy, mình sẽ làm một cái video chia sẻ với mọi người. Chỗ này thì đất màu nó nhiều cho nên là nó cũng khá là tơi. Đấy. Về qua như thế này thì làm luôn cả cái rãnh mương này nữa. Đây thì nó có một cái rãnh mương cũ các bác, cho nên là mình cứ vét theo cái rãnh vanh mương cũ này thôi. Bây giờ mình sẽ làm ra đây kia và rút máy qua kia. Tất cả những cái này thì cứ xới hết đây. Phía trên này thì mình đã xới được hai mảnh đấy rồi. Đó, mình đi làm kiểu này như này về đây. Bây giờ lại ra đây ra xuống chỗ này nữa. Thì cái đường đi của mình làm đến đâu nó sẽ gọn luôn đến đó. Và sẽ không phải đi vào trong phía trong cái đường này nữa. Bởi vì là mình xới tơi lên như này rồi mà đi vào thì nó sẽ nén xuống ấy. Thì nó sẽ mất tác dụng mất. Như vậy là mình sẽ làm đến đâu là nó gọn luôn. Đây là những cái bầu cây hoa này. Đây là những cái hoa cúc các bác ạ. Đây nó có cái đường này thì mình sẽ không động đến nó nữa các bác nhá. Nó cũng khá là sâu rồi. Sau này nước ở trên kia nó sẽ dồn xuống, nó sẽ thoát vào đó. Bây giờ mình sẽ xới dần ở dưới này đây. Mình nó có cái gì nó chảy nước ra sao? Dầu nó bị chảy ra các bác. May nào mà mình lại thấy cái nước, mình sẽ xuống mình lấy cái dây thép mình buộc vào. Cốc lọc nó bị đủ cái dầu lên. À đây, có cái này dây thép này. Cái này thì sẽ để lúc trưa mình xử lý sau, nhưng bây giờ buộc tạm các bạn. Đây, đầu nó lên này, anh em nhìn đó. Đây nó là cái đường hồi các bác nhá. Nó có bị đủ lên đây này. Đây này thì nó sẽ rất là tốn dầu ấy. Đúng là cái này đi. Khói mù mịt thế này, nó bị dầu ra. Tuấn tạm ở đây để làm nó các bác nhé. Dầu nó vào đây nó bị khói lên. Đó. Đó, nó chảy ra ngoài. Đó, nó chảy nó ướt hết cái chỗ dưới này. Đây cái lỗ thở nó cũng ra nhiều khói trắng này anh em ạ. Máy của mình nó cũng sắp bị hỏng cái đấy rồi. Cái động cơ này nó có vấn đề rồi các bác. Mình có báo anh Sơn rồi, nhưng mà hiện tại là bây giờ vẫn đang làm cái này cho nên là chưa có hướng để xử lý. May là mình thấy nó ướt ở dưới này mình còn biết đấy. Đây cái chỗ này là cái chỗ camera của mình. Cái cabin này là do hôm trước bác để ấy đi làm hộ, là em Hạnh em đi làm hộ, là em ấy đi dép đi giày lên hôm trời mưa các bác, cho nên là nó không sạch cho lắm. Mai kia khi nào mà có nước thì mình sẽ rửa nó đi. Mình đi làm lúc nào mình đi chân đất thôi, để mình đạp vào cái cần này nó dễ. Mình không bây giờ mình đi giày đi dép lên đâu.
Đấy, dép mình toàn để ở phía ngoài này thôi. Nhiệt độ của mình bây giờ nó đang lên, khả năng mình nhìn nó đang rất là cao rồi đấy. À, 91 độ đó. 91 độ thì bình thường. Đây quá nha. Đây sát cái mép này mình để lại một đường để cho các bác ấy đi lại, để các bác ấy nhấc cái bồn kia. Vì nếu như mình sới vào đó thì vẫn được thôi, nhưng mà sau này các bác ấy đi lại nó lại nén xuống thì cũng như nhau. Như vậy là mình bỏ nó đi. Bỏ nó lại, mình không sới lên nó nữa. Thoát đi coi cái đường này. Ok nhá. Giờ sới đi đây. Bị mắc vào cái gờ kia. Thank you.
Nó to nó sẽ vỡ ra, còn không thì nó sẽ nó không vỡ được thì nó sẽ phẳng ra. Cái này nó hơi ít đất màu lên, nó lên là đất đỏ. Và cái này mình có 11 vẫn còn ít lắm cho nên là làm nốt cái đoạn này thôi, và sới cái rãnh mương này nữa thôi. Rãnh mương ra đây để cho nó thoát nước ở đây. Có cái video này nó cũng khá là dài rồi. Đó. Thì mình xin kết thúc cái video đây các bác nhá. Đó, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video sau. Chúc anh em cũng ngày làm việc hiệu quả và có nhiều sức khỏe để làm nhiều công trình mới nhá. Đó, công việc của mình như này thì nó cũng đã ok rồi. Thôi tạm biệt, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé.